Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Quý vị thân mến, vô sinh hiếm muộn là một chủ đề rất là phổ biến và nhận được nhiều sự quan tâm của các cặp vợ chồng. Và đặc biệt khi nó xảy ra ở chị em phụ nữ thì nó gây ra rất nhiều cái nỗi lo lắng và khiến nhiều chị em không thể làm mẹ được. Và để giải đáp cho vấn đề này cũng như là đưa ra một cái phương pháp cụ thể, ngày hôm nay chương trình đã mời đến trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện đang là giám đốc phòng khám FA Clinic cũng như là chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn, sẽ có những chia sẻ thú vị về chủ đề này. Vâng, xin được gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Thành Sơn và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời của chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Thúy Miên và chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, và đối với chủ đề mắc buồng trứng đa nang ở nữ giới thì chương trình có nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1979, sống tại Cầu Đất, Hải Phòng. Chị lập gia đình đã 8 năm mà chưa có con. Chị đi kiểm tra Tây y, kết luận là bị buồng trứng đa nang, kinh nguyệt không đều, chu kỳ kinh từ 30 đến 50 ngày, máu kinh đen, thường xuyên đau bụng kinh. Hiện tại thì chị đã đi thụ tinh nhân tạo, bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI 2 lần rồi nhưng mà đều bị thất bại. Và bây giờ thì chị không biết nên làm gì và đang rất hoang mang khi đối mặt với căn bệnh này. Vậy thì đối với trường hợp bị mắc buồng trứng đa nang như là của chị Hà vừa chia sẻ thì bác sĩ có thể phân tích kỹ hơn về tình trạng bệnh hiện tại của chị không ạ? Đầu tiên thì cảm ơn chị Hà đã gửi câu hỏi về với chương trình. Đấy, về cái trường hợp của chị Hà đang gặp phải đó chính là bị buồng trứng đa nang. Thì đây là một cái hội chứng mà chúng ta gặp rất là nhiều. Nó chiếm từ 6-10% tất cả các nguyên nhân về vô sinh hiếm muộn. Cái tình trạng buồng trứng đa nang thì chúng ta được hiểu nó như thế này, có nghĩa là trong một cái buồng trứng thì nó sẽ có những cái nang dự trữ, nang nguyên thủy. Thường thường sau mỗi một chu kỳ thì nó sẽ có một cái nang nó chín, nó vượt trội lên trưởng thành, và khi một kích thước đạt từ 20 đến 24 mm thì sau 1-2 ngày thì bắt đầu thì sẽ phóng hoạt và thì chúng ta có thể thụ thai được vào thời điểm đó. Nhưng mà đối với những người bị buồng trứng đa nang thì cái nang ngoãn nguyên thủy nó rất là nhiều đấy, và thường ấy, thì cái vỏ của nang nó dày và không có cái nang nào trội lên cả trong cái chu kỳ, và như thế thì nó không có cái sự phóng ngoãn, và chính vì không có sự phóng ngoãn cho nên là thì các bạn không thể có con được trong cái chu kỳ đó, và cái chu kỳ nó cũng thường kéo dài ra, có những người thì 30 đến 40 ngày, có những người thì 2 đến 3 tháng có kinh một lần, thậm chí là có những người 1 năm chỉ có kinh 1-2 lần thôi. Và đặc biệt thì mình cũng vừa nghe thấy rằng là chị Hà là sinh năm 1979 thì có nghĩa là năm nay cũng 41 tuổi rồi. Đấy, 41 tuổi thì cũng là một cái độ tuổi mà trên 35 tuổi thì chúng ta đã quá cái độ tuổi sinh sản rồi. Cho nên là cái nội tiết của chị Hà chắc chắn là do cũng sẽ giảm dần theo năm tháng. Đấy, và đặc biệt hơn nữa là chị bơm IUI 2 lần rồi thì đều thất bại. Và mình nghĩ rằng là ngoài cái vấn đề về buồng trứng ra thì chị Hà còn gặp cả về vấn đề về nội tiết nữa. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì còn ngoài những cái dấu hiệu mà chị Hà vừa chia sẻ trên để có thể nhận biết căn bệnh buồng trứng đa nang thì còn có những cái dấu hiệu nào nữa có thể sớm phát hiện ra căn bệnh này, thưa bác sĩ? Về cái căn bệnh buồng trứng đa nang thì gần như đây là một cái tình trạng bẩm sinh. Đấy, thì cái dấu hiệu đầu tiên dễ nhận biết nhất đó chính là cái kinh nguyệt nó rối loạn. Đấy, thường thường thì phụ nữ bình thường sao chu kỳ rất là đều 28-30 ngày, nhưng mà với những người bị buồng trứng đa nang là sao có khi là 2-3 tháng mới có kinh một lần này, và thậm chí là 1 năm chỉ có kinh thì 1-2 lần thôi. Đấy là cái dấu hiệu mà thì dễ nhận biết nhất.
Ngoài ra bởi vì cái hội chứng buồng trứng đa nang này nó do cường androgen, tức là cái nội tiết hormone nam nó hơi nhiều hơn một chút. Chính vì thế mà sao ở người phụ nữ mà bị buồng trứng đa nang thì gặp rất nhiều bạn có râu ria hoặc là gì có lông chân lông tay phát triển lên để tiếng ồm ồm vân vân, thì đấy cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể đi kiểm tra sớm, chúng ta phát hiện được. Ngoài ra bởi vì đây là cái hội chứng nó có cái khả năng insulin của cơ thể, chính vì thế mà rất hay gặp những cái bạn mà thừa cân béo phì. Đấy, cái 30-40% các bạn mà mắc hội chứng buồng trứng đa nang thì có cái thừa cân béo phì. Đấy, thì đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể dễ nhận biết nhất khi mà chúng ta thì có cái biểu hiện buồng trứng đa nang. Con có thể thấy là có rất nhiều cái nguyên nhân có thể dẫn tới cái tình trạng bị buồng trứng đa nang ở nữ giới đúng không ạ? Còn vậy thì liệu ta có cái giải pháp nào cho vấn đề này ạ? Và đặc biệt là đối với trường hợp như của chị Hà thì chị nên áp dụng cái phương pháp nào là phù hợp nhất và mang lại hiệu quả cao nhất thưa bác sĩ? Về trường hợp của chị Hà thì thực ra với lại các bạn ở độ tuổi còn trẻ thì mình sẽ khuyên là chúng ta có thể dùng các thực phẩm hỗ trợ để điều trị cái buồng trứng đa nang này trước, hoặc là bắt đầu dùng các liều kích trứng nhẹ bằng đường uống đó thì sẽ tăng cái khả năng mà có thai cho các bạn trước được rất là dễ dàng. Nhưng mà thì với độ tuổi của chị Hà là đã 41 tuổi rồi, trên 40 tuổi thì mình khuyên là nên đi làm thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm, tức là IVF đấy, thì tỷ lệ thành công sẽ là cao nhất. Bởi vì thực ra chị lấy chồng cũng đã 8 năm rồi, cũng đã rất là lâu rồi. À, bây giờ để chờ đợi thêm rồi độ tuổi nó càng nhiều lên thì cái nội tiết nó càng kém, sau này có kể có thai nó giữ thì nó cũng khó hơn, nên là tốt nhất mình khuyên mình nên đi làm thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm. Vâng, như vậy có thể thấy rằng đối với căn bệnh buồng trứng đa nang thì ta có rất nhiều cái phương pháp có thể chữa trị được, có thể dùng thuốc hoặc là phẫu thuật, nhưng mà cần phải được sự thăm khám của bác sĩ mới có được cái kết luận cụ thể và chữa bệnh một cách khoa học và phù hợp nhất. Và với quý vị khán giả, nếu quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn về trường hợp bệnh của mình cũng như là người thân của mình thì quý vị hãy liên lạc qua số hotline 0854 400 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 145a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live đến đây cũng xin được phép khép lại. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn với những cái chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích cho khán giả của chương trình vừa rồi. Cảm ơn MC Thúy Miền và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo. Vâng, và nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.